phần trước xem nào, này nhiều xung thế. Phần trước thì chạy đi đâu này? Thì xuất trước và giá nhiệt tình lắm, nhưng mà này nhiều nước rồi. Sùng nói chuyện sân trước vui mà. Đấy, sùng nói chung là cỡ vài triệu cây. Quả này thêm chuyên sùng rồi. Cần cụ. Đẹp quá. Ui dồi ôi. Em tưởng là anh có võ công gì, tự nhiên tự rơi thấy rơi cái đấy ra. Bao tiền đây? 50 rưỡi. Ngon đấy nhỉ? Nghe ngọt nước đấy. Chào. Vâng, bác à. Mua được cái gì đấy bác? Mua bây giờ con ra. À đi. À đây ạ. Hôm nào mới lang trời. Ở đâu anh? Ở khu ngoại. À đi. Vâng. Còn hai bonsai. Hai thầy trò vui đấy. Đấy con hai. Đấy. Hai con đấy, đi có người đi cùng sướng lắm. Cái này được đấy nhỉ. Đâu chợ chán rồi đi các nhà vườn trời. Vâng. Nào về khu ngoại qua nha. Ok anh. Không chơi. Qua khu ngoài. Khu ngoài là quê mẹ em đấy. Quê mẹ á? Rồi. Mẹ ở xã nào? Cái gì nhỉ? Hòa Thạch. À, Hòa Thạch. Đi qua lang tớ thì chồng qua chồng Hòa Thạch. Tớ chồng Mỹ. Em chả biết mấy đâu nhưng mà biết đâu đấy Hòa Thạch. À. Quay đi. Anh à, sáng nay chả thấy cái gì? Hả? Sáng nay chả thấy cái gì? Cây nó có thế chứ nhỉ, không có gì. Tí ra làm trên nước anh nhỉ? Anh về làm cưới nhỉ? Lúc mà em ngồi sáng thì chả ra. À đây, bây giờ em phải làm vào việc xong rồi mới ra đấy. Lấy chủ nhật nó gì? Thế mày cứ đàng hoàng đến tận trưa. Hôm trước nay trầm thế chả thấy ra bao giá. Chỉnh cái con này được này. Pakistan không đi à? À, cái quả này dính vào đây anh nhỉ. Quả này thực mà nói các mụ bác là về ra làm được. Tất nhiên là nó phải nuôi đấy, kiên trì đấy. Thân nó đặc và nó là một cây lão khá là nghịch. Rất nghịch. Nói chung là dành cho thợ các bác nhỉ. Dành cho thợ. Đấy. Màu đây của nó đầu lìa khỏi cổ đây này, vừa nãy đây này. Sung à, hôm nay không để chậu nữa. Đấy, u nìn này. Nuôi tín đồ mini nuôi này hay này. Đấy, nhìn này có cút, một cút nữa đấy. Một cút giật cái ngọn lên rồi đấy. Đấy, u nìn. Này anh em cũng mặc kệ, mình muốn quay nào thì quay. Mệt mỏi ghê nhỉ. Na làng na cũng được. Mỗi tội mình ngại nuôi đà thế. Ngại nuôi đà lắm các bạn. Vô cùng ngại. Bởi nó thứ nhất là nó lâu các bạn nhé. Thứ hai là cái răm của nó. Nó có cắt ra rất khó ra được một nách trên hai cái răm, trên hai cái. Ví dụ các bác cắt ở đây cái nhịp này thì chắc có thể là ra được hai cái, nhưng mà cái nhịp tiếp theo của cái này ví dụ sau nó ra một cái ở đây, các bác cắt cái này nó rất khó ra được hai cái tay.
Đấy, thế bị dở chứ. Ra. Không bóng cái này đẹp rồi. Đẹp rồi, bóc thêm bớt nữa đi, bóc bớt nữa đi. Bóc bớt nữa đi. Đấy, bóc bớt nữa đi. Ép cái này xuống chút. Này xuống chút, mở cái vách này ra, mở cái vách này ra. Mở ra đây chút. Xung là đẹp, cái đa đẹp. Chả biết bao tiền. Cái cục vời. Cái cục vời đây. Vời đi uống nước với đại gia rồi. À đây cái xi nữa này. Cũng cục vời luôn này. Xin lỗi các bác, video này không có giá. Video này không có giá. À đây cái à si thật, si si. Si. Đẹp ấy, cây này đẹp. Lạ cây. Già đấy. Già đấy các bạn. Nhìn hôm trước tôi có biết cây này trên ảnh nhưng mà nhìn ảnh thì đúng là không hết được. Cây này đẹp. Lạ cây các bạn. Tung cao. Để tôi sẽ hỏi giá sau các bạn nhé. Cái sân trắng sạch sẽ, không biết là dòng sông gì. Đó. Ok đấy. Ba vai của anh Thiện, hôm nay mới bắt đầu phun lá. Đấy, các bác nhìn. Mình mê cái quả lệ đấy, đấy. Các bác, để mà nói các bác nhá, xanh Nam Điền ý, ra được cái bệ này thì nó nhanh hơn. Xanh quê nó ra, nó đan mà nhau, nó sạch từng tí một này, lộ lắm các bác. Đan rồi nhá, đan vào nhau rồi nhưng mà lại còn để nó phải sạch bết với nhau. Lâu rồi, vô cùng. Quá nhiều tuổi rồi. Đấy, hôm trước bảo 18 hay là 28, không nhớ rõ. Cơ bản là cây này giá rất mềm. Trên này mới vui như thế. Các bác nhìn, xung quanh bệ bãi rất bệt, cây mỏng dính này. Cái hang mỏng dính này, mỏng dính. Bệ bệt, bệ lan. Ngồi chơi được. Đấy, bóng dáng vui phết đấy. Vui phết đấy. Tất nhiên để làm thật là đẹp thì cái này thì là khó rồi. Còn chơi vui vui là ok. May đi một mình các bác. Có cây đa này được này. Có cây đa được này. Chiếc thôi đưa. Đấy, cây xanh. Cây quê à? Cây quê. Kiếp này, dính vào nhau ghê. Này, của Dũng đây. Hôm trước bảo triệu mấy đây, chẳng nhớ. Cái bãi nhà này. Ghê này. Một bãi. Một bãi. Đấy, con si đẹp đấy, nghịch cây, là đa đẹp. Mỗi tội mình ngại nuôi đa ghê. Đa này hay. Đa hay đấy. Vời đâu trở ra bao giá. Đa thì lâu lắm. Đấy. Nhưng mà được kiếm cái cốt mini này là hay đấy. Đa đây đúng mặt chơi đẹp và tay cành chuột chỉ luôn. Hài hòa đấy. Ok thì các bác kiểu tôi ra đây này, tí nữa vời kìa. Vời có ra
chụp. Cái nào hay? À cái cây điền kia hay chụp. Sụp. À, may ông có cây hải châu đẹp quá. Ừ, cái xa, cây này bao tiền không? Đến 10 triệu. 10 là càng càng nhiều. Đẹp rồi, bác Hồ phải đẹp rồi. Này, quả này có ăn không không nhỉ? Nhìn ngon lắm. Ăn được mà, quả ăn được. Nhìn này muốn ăn lắm. Ăn được à? Ăn được. Nhìn đẹp à. Này chắc là ăn được. Hải châu mình bây giờ là sam. Hải châu. Hải châu. Sam là nó khác, lá mỏng. Hôm nào đi quay à? Dạ. Cái này 1 triệu mua không? Ta cứ xem gỗ mài tốt. À đấy, hay quá. Mua 1 triệu. Xem này là vui, xem ở chợ là vui. Vâng, đi chợ là vui mà. Xin cái chuyên môn ở chợ Sơn Tây. Ông bảo cái này bao nhiêu tiền nhỉ? Quên mất. 10 triệu. 10 triệu. Đấy, hôm nay thấy cây đẹp. Mấy triệu người ta đấy. Bảo bán cái bao này 1 triệu, bao này lắc đầu này. Cảm ơn ông quá. 10 triệu này. Cứ à quên, ông lại đọc lại cái số của ông cái 0906 225 376. Đấy, cái hải châu đẹp quá. Nhìn từ xa nó bắt mắt rồi. À, có con ông à. Xem kỹ nha. Đây, ra mua cà chua rồi, mua này. Khủng khiếp luôn. Chuẩn bonsai, lá nhỏ, thân tự nhiên. Anh em N2T này, anh em cứ lên YouTube có N2T bắt ra luôn. Đấy. Có giá luôn cho anh em từ cái cảnh đấy. Cảm ơn anh em nhá. Đấy. Đây là 4 tị. Này một cây rẻ nhất chợ đâu. Này bỏ họp quốc hội đấy. Này bỏ họp quốc hội. Này chủ nhật. Đấy. Đang nghiên cứu cây này nó có ăn được quả không? Lại cho bán rồi hả ạ? Quả như này. Quả này là ăn được, nhìn có vẻ ngọt lắm. Ngọt. Ngọt. Ăn tốt này. Được. Không biết ăn thoải mái hay gì đâu mà. Sắc, thăng với lại này. Lại ra quả mới. Hoa sữa thì bao nhiêu? Hoa sữa là 1 triệu. 1 triệu, rồi. Thế mái. Ở đầu kia cái hoa giấy đẹp. Ủa. Nói cái mua cái đá này đá. Cái phong nhất cái đứa nhiêu nhỉ? Đấy, coi cái này quả nó đẹp, hải châu. Lâu lâu mới lại thấy cái một cây hải châu. Bánh mì nào đây? 1 triệu cây. Hoa sữa này nhá. Và cây có quả này các bạn. Ồ. Đa. Đa búp đỏ hay còn gọi là lá nhựa đấy các bạn. Tốt, búp quả này. Đấy các bạn nhỉ. Thấy chưa, quả như quả sung luôn. Nên này ông tỉ nhá các bạn nhé. Hay cái này. Đó. Cảm ơn các bác nhá.